Ngọc Hương và anh Huy rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy ơi, gặp anh thì Ngọc Hương rất là vui, nhưng mà lần này Ngọc Hương sẽ vui hơn nữa nếu như anh giúp cho Ngọc Hương một chuyện, không biết là anh Huy có sẵn sàng không nữa? Trong lòng thì rất sẵn sàng, nhưng mà không biết có trong khả năng của anh hay không. Nhưng mà anh làm được thì dĩ nhiên là phải giúp Ngọc Hương rồi. Trong khả năng của anh Huy mà, chuyện này rất là đơn giản. Là như thế này nè anh Huy, chẳng là năm nào nhà Ngọc Hương cũng có một cái thói quen là tổ chức tiệc. Những năm trước thì em đã nấu cơm nè, bún nè, rồi có cả cà ri nữa. Nhưng mà không lẽ năm nay em lại lặp lại thực đơn cũ, thì em thấy là nó sẽ không có hấp dẫn lắm. Không biết là anh Huy có gợi ý nào cho em không ha? Đúng rồi, mà lại là có kinh nghiệm rất là dài với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày nữa, chẳng lẽ lặp lại những món cũ đúng không? Theo như Ngọc Hương nói thì tất cả những món truyền thống Ngọc Hương cũng đã làm rồi. Anh Huy nghĩ hay là mình nấu xôi đi. Nấu xôi hả anh Huy? Sao mà bình thường quá vậy? Với lại em thấy xôi thì mình ra tiệm mình mua thì nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà xôi ở đây là rất là đặc biệt, cũng là cái món mà anh muốn hướng dẫn cho Ngọc Hương cũng như quý vị trong chương trình ngày hôm nay nè. Ngọc Hương đã bao giờ nghe nói là xôi viên ngọc chưa? Xôi viên ngọc, wow, cái tên nghe rất là đẹp nha. Mà Ngọc Hương có cảm giác cái gì mà có ngọc ngọc là ngon rồi. Rồi, để biết ngon và ngon như thế nào thì chắc là mời Ngọc Hương cùng quý vị chúng ta hãy vào bếp để làm món xôi viên ngọc nhé. Kính thưa quý vị, để chế biến món này thì nguyên liệu và gia vị rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần có khoảng 300g nếp bún thơm, 250g chả cá hoặc chả tôm, nước lá cẩm, nước lá dứa, mùn tạt, tương ớt và cuối cùng là sốt mayonnaise Lisa. Trước hết chúng ta phải ngâm nếp và ngâm nếp cho nở trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Ở đây màu sắc của các loại viên ngọc này sẽ tùy vào quyết định của chúng ta. Ví dụ như anh Huy thích màu lá cẩm nè, thì đầu tiên là anh Huy sẽ sử dụng khoảng 200g lá cẩm, cho vô một cái nồi sắc nhuyễn, chế nước lạnh vô và nấu lên khi mà ấm ấm thôi. Chúng ta không nên nấu lâu quá và nước sôi quá sẽ làm cho lá cẩm bị mất cái màu. Kính thưa quý vị, đây là lá cẩm, những cái lá cẩm tươi rất là đẹp, và chúng ta sắc nhuyễn ra, sau đó cho vô nước nấu như anh Huy đã nói lúc nãy. Tương tự như vậy, nhưng lá dứa thì chúng ta có màu xanh mà khỏi cần phải nấu. Chúng ta chỉ cắt nhuyễn lá dứa ra và xay, sau đó lược lại lấy nước ngâm. Thứ ba là anh Huy ngâm cái nếp không, khỏi cần cái màu gì cả. Chúng ta sẽ cuối cùng sẽ có 3 màu, màu trắng, màu lá cẩm và màu lá dứa. Sau khi chúng ta ngâm nếp trong lá cẩm và lá dứa xay trong vòng 3 tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ có được một màu sắc rất là đẹp. Đây là màu của nếp ngâm lá cẩm và đây là lá dứa. Rất là đẹp phải không Ngọc Hương? Và bản thân tôi cũng rất thích khi mà sử dụng chế biến các nguyên liệu, chúng ta nên chọn từ rau củ tự nhiên có màu vừa đẹp lại vừa đảm bảo là ăn ngon không có độc. Trong lúc đợi nước sôi thì anh Huy sẽ chỉ cho Ngọc Hương cái cách mà chúng ta sẽ làm những cái viên ngọc. Ngọc Hương có thể sử dụng chả tôm cũng được, chả cá cũng được, vo những cái viên tròn như thế này, sau đó lần lượt lăn qua. Mình lăn qua nếp hả anh? Lăn qua nếp, chúng ta lăn nhẹ để cho nếp tiếp xúc tự nhiên nè. Đó, Phương nhớ là phủ nếp kín đều hết khắp các mặt nha. Dạ, thưa quý vị, chúng ta sẽ lăn chả cá hoặc là chả tôm vào nếp và lưu ý là phải để cho nếp phủ kín cả viên chả. Như vậy thì khi hấp lên, viên chả của chúng ta sẽ có màu rất đẹp mắt. Và anh Huy sẽ xếp một vài cái lá chuối sẵn, Phương chỉ có việc để lên nữa là xong. Dạ. Đây nè Phương, xong rồi, những cái viên màu sắc sặc sỡ như là những viên ngọc đúng cái tên gọi của nó, anh Huy sẽ cho vô hấp. Dạ. Mình hấp trong khoảng bao lâu thì những viên ngọc này chín anh? Ngọc Hương hấp 8 đến 10 phút được rồi. Thỉnh thoảng em xịt nước lên trên những viên ngọc để cho nếp có cơ hội nở ra thêm. Dạ. Và trong thời gian này thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách chúng ta pha trộn sốt để ăn kèm với xôi viên ngọc này. Dạ. Chúng ta sử dụng 2 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh sốt mayonnaise Lisa. Và để tăng hương vị cho món ăn này thì chúng ta cũng có thể cho khoảng 1 muỗng cà phê mù tạt xanh vô để cho mùi nó thơm lên và cái mùi vị nó cũng ngon hơn. Nhưng mà đây cũng là điều mà chúng ta có thể thay đổi. Ví dụ như quý vị khán giả nào không thích mù tạt thì chúng ta không có cho vào, đúng không? Đúng rồi Ngọc Hương. Bây giờ là xong hết rồi, bây giờ chúng ta đợi xôi chín nữa là chúng ta có thể thưởng thức, đúng không? Và một điều không thể quên, hồi nãy anh Huy nhắc, trong lúc hấp thì sao nào? Chúng ta phải xịt nước lên những viên xôi. Đúng rồi, thỉnh thoảng chúng ta phải xịt nước lên những viên xôi để xôi nở đều. Dạ. Ngọc Hương dở cái nắp lên, rồi anh Huy xịt vô. Xịt nước vô. Đậy lại.
Cứ thế khoảng 8 đến 10 phút là soi này vừa chín tới. Dạ. Wow, thơm nước mũi luôn. Rồi, như vậy là xong, anh chỉ còn cho ra dĩa thôi. Xong. À, trang trí một ít sốt mozzarella lên. Như vậy thì sẽ đẹp hơn. Dạ. Bây giờ thì Ngọc Hương sẽ thử viên ngọc này và chia sẻ cảm nhận với quý vị khán giả. Xin mời em. Anh Huy biết sao không? Chả cá trong á thì chín nè, còn xôi ở ngoài á rất là mềm dẻo. Đặc biệt á là sốt mozzarella pha với lại tương ớt với lại mù tạt á, rất là hài hòa gia vị. Đúng rồi đó Ngọc Hương anh à. Anh Huy hy vọng là món này dễ làm cho Ngọc Hương và sẽ được gia đình khen đó. Chúc quý vị sẽ thật thành công và ngon miệng với món xôi viên ngọc. Chia sẻ cảm nhận với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, quý vị gửi thư về địa chỉ hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Ngọc Hương và anh Huy xin chúc cho quý vị có một ngày thật vui vẻ bên những người thân yêu của mình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.